em đi đưa con cho mẹ em đi về mẹ ơi mẹ đi tay trời vừa tròn mẹ cậu ơi cho tớ mượn cái bút nè tớ cảm ơn nha tôi kể các bạn nghe này Ai trong chúng ta hồi bé cũng từng phải trải qua thứ gọi là tình yêu thời đi học. Là thứ tình yêu bọ xít được sách giáo khoa định nghĩa là tình cảm trong sáng, đáng yêu và đặc biệt là 90% không bao giờ được hồi đáp. Bạn biết điểm chung lớn nhất giữa fan Kpop và tình yêu thời đi học là gì không? Là chúng ta đều thích người mà chúng ta đéo có cửa. Tôi cũng thế. Và video này sẽ là câu chuyện về tình yêu thời bọ xích của tôi. Để cho rõ, tôi sẽ vứt vợ tôi sang một bên vì hồi đấy tôi và vợ học khác trường khác lớp. Mối tình đầu tôi có là vào năm tôi lớp 3, đúng rồi đấy. Trong khi lũ bạn cùng trang lứa còn đang mải cãi nhau xem con rồng với con khủng long đánh nhau con nào thắng thì tôi đã biết yêu là gì. Có nhiều lý do để chúng ta thích một ai đấy hồi đi học. Có thể là do họ đẹp trai, xinh gái hoặc đơn giản giống tôi là vì người ta ngồi cùng bạn với mình. Hồi đấy tôi thích bạn Cẩm Vi trong lớp Vi vừa xinh xắn vừa học giỏi, lại còn ngồi cùng bàn với tôi. Chắc hẳn ai cũng đều biết thứ luật bất thành văn thời còn đi học đó là vị trí chỗ ngồi của bạn sẽ phản ánh địa vị của bạn trong lớp, đúng không? Ngồi ở mấy bàn đầu là hoàng gia quý tộc, là chủ tịch tổng tài. Càng lùi về sau thì càng xúc sinh hạ đẳng. Tôi và Vi ngồi ở giữa, tức là chúng tôi môn đăng hộ đối. Các bạn có hiểu không? Tôi thích Vi, mỗi tôi Vi đéo thích tôi. Cái đúng hơn là tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói cho Vi biết Các bạn có thể nói Ô sao tôi hèn thế Nhưng giữa việc một người học giỏi như Vi có thích một đứa như tôi không Thì thưa anh Lại Văn Dâm và quý vị khán giả Tôi đang nghiêng về phương án hai. Hồi đấy mỗi lần lũ học sinh ngồi tâm sự với nhau Thì chắc chắn sẽ có một câu hỏi được đưa ra để hỏi cả lũ Đấy là mày thích đứa nào Không cần trả lời rõ tên mà chỉ cần đưa ra gợi ý về đối tượng mà mình thích Tôi nhớ có một lần trong giờ ra chơi, khi lũ bạn tập trung ở bàn tôi để buông chuyện thì bỗng nhiên có một đứa đặt câu hỏi. Ê mấy con vợ, chúng mày đã thích ai trong lớp chưa? Ơ ờ, nhưng mẹ tớ bảo đi học không được yêu. Ý mẹ mồm vào. Thế Vi đã thích ai trong lớp chưa? Tớ thích người có tên bắt đầu bằng chữ T. Tôi điểm danh trong đầu tất cả những thằng con trai có tên bắt đầu bằng chữ T trong lớp. Hai thằng hỡi ôi loài người chúng ta có thể ngừng đặt tên con bắt đầu bằng chữ t không kết quả là sau ngày hôm đấy tôi vẫn chả biết là vi thích ai nhưng tôi không từ bỏ bạn ơi đâu phải tự nhiên mà đẹp trai và thông minh là hai từ được ghi trong phần đặc điểm nhận dạng trên căn cước công dân của tôi sau hôm đấy tôi đặt quyết tâm là nhất định phải giải được bài toán tìm x x ở đây là tìm ra đứa mà vi thích nếu loài người từng tạo ra thứ gì gần nhất với cỗ máy thời gian thứ có thể tiên tri được mọi sự trên đời với độ chính xác còn cao hơn cả bài tarot thì đó sẽ là trò đông tây nam bắc cách gấp như nào thì tôi không biết Thẳng vì tôi nhờ mẹ tôi gấp hộ biết phi, Chơi đông tây nam bắc không ừ, sau này tôi có giàu không nam hai vòng có thế sau này chồng tôi có đẹp trai không tây ba vòng có thế vi thích ai trong lớp thế um trưởng thành là không tin vào mấy chuyện tâm linh các bạn công nhận không sau vụ đấy tôi quyết tâm sẽ làm vi thích tôi chứ không đoán giả đoán non nữa vi để tớ bê ghế cho vi vi đáp án này càng ngày chúng tôi càng thân thiết tôi thực sự đã nghĩ là vi có cảm tình với tôi cho đến một ngày hôm đấy là một ngày mưa to mưa là tín hiệu mà ông trời đưa ra để cảnh báo con người thay vì bước chân ra ngoài thì hãy ở nhà để ngủ. Thằng nào ra đường bố mày đánh chết. Tôi vẫn nhớ như in đó là hội khỏe phù đồng. Nếu các bạn không biết thì đấy là hội thao của trường. Là người chạy nhanh nhất lớp, tôi được cô giáo tin tưởng giao trọng trách thi chạy cho lớp. Tôi khá tự tin về tốc độ của mình và theo trí nhớ của tôi thì không có con chó nào có đủ khả năng để theo kịp tốc độ của tôi hết. Tôi đã tưởng tượng hôm ấy sẽ là một ngày tuyệt vời là ngày tôi sẽ gây ấn tượng với Vi bằng việc chiến thắng cuộc thi chạy và đem giải nhất về cho lớp. Đây là cho đến khi. Sẵn sàng chưa? 3 2 1. Tôi ngã các bạn, ngã dập mặt xuống đất. Lũ chó đẻ cười vào mặt tôi. Trong đó có cả Vi. Vi là đứa cười to nhất. Hỡi ôi, tại sao một người con gái mỗi lần mở mồm là kim tuyến lấp lánh như phun ra lại có thể có một giọng cười độc địa đến thế? Vi cười như xé bạc. <laughs> tiếng vi vang to như 10 quả bom nguyên tử nổ cùng một lúc. Mỗi tiếng như từng nhát dao đâm vào trái tim tôi. Trái tim mà làm máu thịt chứ có phải sắt đá đâu đau quá Vi ơi tiếng cười của vi biến vết thương lòng tôi từ dỉ máu sang thành hoại tử vi ác vãi trượt đến tận bây giờ thỉnh thoảng mỗi đêm tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng hớ hớ của vi lúc ấy tôi và vi chia tay nhau từ đấy tôi đéo chơi vi nữa đó là cái ngày mà tôi mất niềm tin vào phụ nữ sau hôm đấy tôi quyết định sẽ độc thân ít nhất là cho đến hết tiểu học cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây tôi đã có một khoảng thời gian rất vui khi làm video này chào mọi người tôi ra sofa ngủ đây